Theo số liệu thống kê, hiện nay huyện Văn Yên còn hơn 1.000 hộ với trên 5.000 nhân khẩu chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, tập trung ở 10 thôn thuộc các xã Châu Quế Thượng, Tân Hợp, Na Hậu, Đại Sơn, Xuân Tầm, Mỏ Vàng và Phong Dụ Hạ. Đây là những địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, vì vậy việc người dân chưa có điện lưới quốc gia không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà còn khó khăn trong phát triển kinh tế cho địa phương, như là việc thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới. Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của người dân trong thời gian tới, cũng như hoàn thành tiêu chí điện trong lộ trình phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, hiện nay huyện Văn Yên đã đề nghị với tỉnh, ngành công thương quan tâm bố trí bổ sung nguồn vốn để thực hiện các dự án về lưới điện, đảm bảo giai đoạn 2021-2024, 100% thôn, tổ dân phố được sử dụng điện lưới quốc gia.